Thưa quý vị và các bạn, cùng với toàn tỉnh, huyện Vị Xuyên đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2014, khẳng định thế và lực trong chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, phấn khởi tự tin bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Chào đón năm mới Ất Mùi với vùng đất nhiều tiềm năng, Vị Xuyên sẽ tiếp tục khẳng định mình trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, năm qua, bên cạnh phát triển những cây con truyền thống, thì Vị Xuyên đã đưa những mô hình kinh tế mới vào để người dân thực hiện. Trong đó có chương trình trồng cây chanh leo theo đề án của tỉnh. Chương trình được triển khai từ đầu tháng 3 năm 2014, người dân đã hồ hởi đón nhận và trồng kín các diện tích đăng ký của mình. Riêng hai xã, Trung Thành và Bạch Ngọc, người dân đã trồng vượt kế hoạch đề ra. Sau hơn 200 ngày cây chanh leo bám rễ, trung bình mỗi cây đã cho thu hoạch từ 90 đến 100 quả. Từ quyết tâm của chính quyền cùng với sự vào cuộc của người dân, cây chanh leo đã vươn cành và phát triển, đang cho vụ đầu chịu quả. Trong sản xuất nông lâm nghiệp, huyện tiếp tục tích cực chủ động thực hiện các phương án, đề án nông lâm nghiệp, tổ chức triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh, khuyến khích việc đưa cơ giới hóa đồng ruộng, triển khai việc dồn điền đổi thửa tại xã Việt Lâm, đồng thời duy trì mô hình thâm canh các loại cây trồng truyền thống như mô hình cánh đồng mẫu, mô hình thâm canh chè sạch hữu cơ, trồng cây ăn quả, cam, quýt. Trồng mới 500 hectare cỏ gắn với phát triển chăn nuôi đại gia súc và đã có nhiều hộ chăn nuôi theo mô hình trâu bò nhốt. Nét chuyển đổi căn bản trong sản xuất nông nghiệp đã giúp người dân tự chủ được sản xuất và ổn định đời sống, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2014, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều lĩnh vực, phương án đề án của tỉnh, của huyện. Đối với trồng trọt thì chúng tôi ngoài đảm bảo an ninh lương thực, chúng tôi cũng đã đạt được năng suất rất cao. Thứ hai là bước đầu thực hiện thành công 50 ha chanh leo. Thứ ba nữa là thực hiện thắng lợi thành công cây vụ đông. Năm nay chúng tôi cũng đã triển khai cái mô hình ngô nếp tím. Nhân dân rất phấn khởi và thu nhập rất cao. Một ha có thể cho từ 90 đến 120 triệu. Đối với lĩnh vực chăn nuôi thì chúng tôi tiếp tục giải ngân các nguồn vốn như nghị quyết 47. Chúng tôi cũng đã giải ngân được trên 6 tỷ. Và cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn theo quy định 32 của tỉnh thì chúng tôi cũng đã ngân được gần 10 tỷ. Đối với phát triển công nghiệp, là địa phương có nhiều lợi thế về công nghiệp khai khoáng, có hai khu kinh tế trọng điểm của tỉnh là khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và khu công nghiệp Bình Vàng. Tại khu công nghiệp Bình Vàng đã có một số nhà máy chế biến nông lâm sản và khoáng sản đang hoạt động. Trên địa bàn có nhà máy thủy điện sông Biện Năm, xã Thuận Hòa hoạt động ổn định. Trong năm, Vị Xuyên cũng đã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án xây dựng nhà máy sơ chế dược liệu và sản xuất nước ép hoa quả đóng chai tại tổ 12 thị trấn Vị Xuyên. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng tâm, trọng điểm theo đề án xây dựng thị trấn Vị Xuyên đạt đô thị loại 4. Còn khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã và đang trở thành động lực của huyện trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Trong năm 2014, thì với phát triển giao thông thì ngành công thương đã cùng với các cái cơ sở cũng như là các ngành chức năng của huyện đã tổ chức chỉ đạo cũng như là tham mưu cho cấp ủy chính quyền phát triển trên được 56,2 km đường giao thông các loại. Đối với hệ thống giao thông như là cầu, đặc biệt là cầu treo thì trong năm 2014 thì ngành công thương đã tập trung tham mưu cho ủy ban huyện là duy tu sửa chữa tất cả các cái cầu treo hiện nay trên địa bàn đã xuống cấp, treo này đã cơ bản được khắc phục. Đối với các cái lĩnh vực như phát triển thương mại thì ngành cũng đã tham mưu tổ chức cho huyện là đưa các cái sản phẩm của địa bàn, đặc biệt như là các cái sản phẩm có thế mạnh, như là thảo quả, cam, chổi chít cũng đã đưa đến các cái hội chợ tại địa bàn tỉnh. Năm 2014, các xã thị trấn tiếp tục nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay, hỗ trợ về thủ tục hành chính, mặt bằng, giữ vững an ninh trật tự để các hộ dân yên tâm buôn bán, khuyến khích những hộ có lợi thế về các nghề truyền thống, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất, thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, cá nhân, đầu tư và phát triển mở rộng các phương thức sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Những thành tựu của năm 2014 đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin phấn khởi cho cán bộ, nhân dân trong huyện đón chào năm mới Ất Mùi với tâm thế mới. Mùa xuân thì theo quy
quy luật của tự nhiên thì năm hết Tết đến rồi thì là mùa này qua mùa xuân đến nó là điều tất nhiên thôi. Nhưng mỗi một mùa xuân thì chúng tôi thấy là có một cái thay đổi khác nhau đối với con đến với con người chúng ta. Vì trước mỗi một năm thì đã đến cái thắng lợi mà chắc chắn là thêm mùa xuân năm mới này ấy, thì sẽ phát triển được nhanh hơn, nhiều hơn và tốt đẹp hơn. Xác định năm 2015 là năm mà Đảng bộ tập trung lãnh đạo, đó là cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trong đó là phát triển thương mại dịch vụ là chính. Thị trấn xác định rõ lấy thương mại là quan trọng, đồng thời là tiếp tục chỉnh trang đô thị theo hướng xây dựng là thị trấn là thành đô thị loại 4 và tập trung cho cái công tác đó là đảm bảo cái vấn đề là các cái tuyến phố văn minh và xanh sạch đẹp. Đồng thời cũng là năm mà Đảng bộ tập trung chuẩn bị cho cái công tác đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ 6. Một dấu ấn của huyện Vị Xuyên trong năm 2014 là xã Việt Lâm là một trong 3 xã đầu tiên của tỉnh cán đích chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tất cả 19 tiêu chí. Thành quả đó đã tạo ra sức lan tỏa trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn thì công tác văn hóa xã hội, giáo dục, y tế đã có nhiều khởi sắc. Trong năm đã tổ chức công nhận đạt chuẩn cho 5 đơn vị trường học, tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống trường lớp học trên địa bàn, từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia cho 44 đầu điểm công trình. Trong năm, huyện cũng đã thực hiện và duy trì các xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tổ chức chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho trên 120.630 lượt bệnh nhân. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và dịch vụ việc làm cho người lao động tiếp tục được chú trọng. Mở được 34 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với 1.061 học viên, giải quyết việc làm được 2.249 lao động. Với một khí thế, quyết tâm là thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tạo đà để cho cái nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đây là một cái nhiệm vụ đối với Xuyên là năm 2015 phải tổ chức thực hiện. Ở đây thì chúng tôi xác định với các cái nhiệm vụ trọng tâm. Trong sản xuất thì xác định rõ một cái nhiệm vụ đó là theo hướng sản xuất liên kết là nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo với gắn với cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Còn đối với lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ thì trên cơ sở cái thế và lực của 2014 chúng tôi tập trung cho phát triển kinh tế biên mậu. Còn về xây dựng cơ sở hạ tầng chúng tôi tập trung vào các cái nhóm giải pháp, tiếp tục là tập trung cho các cái xã đặc biệt khó khăn, tiếp tục xây dựng hạ tầng của trung tâm huyện lỵ, đó là thị trấn Vị Xuyên theo quy hoạch là đô thị loại 4. Duy trì phát triển kinh tế địa phương ổn định, tiếp tục khai thác có hiệu quả các thế mạnh của địa phương trong công nghiệp khai thác khoáng sản, nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với tổ chức lại hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phát triển kinh tế biên mậu. Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện hệ thống chất lượng giáo dục đào tạo, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh và làm tốt công tác chăm sóc tốt sức khỏe người dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia là những nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Vị Xuyên tổ chức thực hiện trong năm 2015. Với cái thế và lực và với kinh nghiệm của năm 2014, những cái bài học này nếu mà duy trì tốt thì chắc chắn là năm 2015 sẽ thành công. Từ đầu năm, các bí thư đảng ủy chịu trách nhiệm ký với thường trực huyện ủy về công tác chỉ đạo phát triển kinh tế. Làm sao đó là khơi dậy cho cán bộ, cho đảng viên, cho nhân dân cái khí thế về lao động sản xuất. Năm 2015 cũng vậy. Đó là gì vậy? Tất cả phải tiếp tục khơi dậy cái trách nhiệm của đảng viên. Bằng những hướng đi hiệu quả, thiết thực với cuộc sống của người dân, huyện Vị Xuyên đang dần khẳng định vị thế của huyện động lực trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Một mùa xuân mới đang về, với những tiềm năng và thế mạnh của huyện lại được khơi dậy, tạo đà cho huyện Vị Xuyên ngày càng vững bước đi lên.